giống giống của bạn nào đấy không? Nhưng mà nhỏ hơn thế nào nhá? Con tên là Trần Nam Minh Đức. Con học con 8 tuổi. Con học trường tiểu học Nam Trung Yên. Sở thích của con là rất ít, không thể kể ra được cái gì. Đánh cờ vua. Đấy, tự tin đấy chưa? Anh trai thấy em tự tin hơn chưa? Con đánh quang rồi. Thế bây giờ cô lại hỏi con một ngày con uống mấy cốc mấy hộp sữa? Một à? Thế bây giờ con chuyển sang uống sữa bột cho cô nhá. Ok không? Con đang uống. À, cố gắng uống nhá. Cứ tiếp tục uống nhá, không được bỏ đâu nhá. Uống sữa tươi. Rồi, đồng ý. Bột thì đồng con.